Ok. Ok, xin chào tất cả những anh em đã đến với channel của mình. Mình là KC đây. Hôm nay mình sẽ quay clip về cái khẩu súng huyền thoại. Đó là khẩu AR-15S. Một dòng súng gọi là chức năng gọi súng huyền thoại ơi. Chút ra. Mày bắn giỏi. Bắn giỏi rồi chơi làm cái gì? Sàn bắn hết sọt không? Đây. Thấy không? Bắn giỏ bắn làm gì? Mà khả là 1-2-1. Mệt quá. Bắn giỏi rồi còn cứ vô vô nữa. Thì đây là một dòng súng súng trường. Và khẩu này nó bắn rất là êm. Công nhận một câu là bắn rất là êm. Và mình thì bắn rất là ngu. Nói chung là vậy, mình bắn rất là ngu. Ôi giờ bắn phê đấy. Trời tuyệt vời bắn. What? Cô bé là Vi Trần có khẩu cô bé là Vi Trần Viền Viễn à? Cái gì? No! Ác ở kiểu gì mà trời? Xong chết luôn. Oh what the fuck? Thì mình bắn súng ngu lắm anh em, đừng gạch đá mình nha. Mình chỉ chơi giỏi dao với chơi bắt cua thôi. Vãi liền. Bắn ngu mà gặp mấy thanh niên này nó chịu rồi. Thật cả vãi lòn. Ai, bạn đã phê. Bán mà ngu nữa. Ôi giời, QB giết 95 gold. À, kỳ này là ngậm hành. Có bao giờ bắn súng đâu mà bắn làm cái gì. Đã không bắn mà cứ cầm súng ra bắn. Hoặc là vãi lên hồn. Ôi trời chú nếu mà quả lựu đạn gọi là hình. Ơi, về quá. Bắn bừa thôi, chủ yếu bắn bừa thôi. Cô bé kìa đục. Máy tính là mượt chơi qua PC và QQ tí là qua PC và QQ nhà bác bắt cua. Bắn ghê quá. Ui dồi ôi, nó cầm rồi BK nó đứng đấy nó căng sẵn hết rồi.
anh đại bán đồ à? Đồ à? AR95 AR15 bạn nó êm dễ giật đạn lên lắm. Ủa giời, hên quá còn có hỏi lục bi hôn. Đẹp. Bắn phế vật ra luôn. Chắc có lẽ mình phải thang trúng miệng có bắn kìa. Ôi giời, ôi bắn kìa. Bắn mà chả trúng cái gì luôn. Hey. Đây là một vụ súng huyền thoại nhưng mà ít người sử dụng. Chắc là bị chắc bị lãng quên rồi, chắc sợ súng này bị lãng quên rồi. Tà la vừa mới tạo là khẩu AR-15 Red. Tạo là AR-15 Red, còn khẩu này là AR-15S. Khác nhau một trời một vực. Top 1 bắn ghê lắm. Trời. Bán đã ngu mà hết thể hiện nguy hiểm không mà. Mà đậu xanh nhìn nó bán ngu quá. Khẩu đấy lượng của người ta nó đại, khẩu lượng thì có ấy. Đệt. Khổ nó là không biết bán sống là một là đàn rồi. À, bán phế. Nói chung bán phế lắm. Rất cảm ơn. Tao móc mày lại. Oh shit. Ôi bám bừa chết người đấy, cái nào gọi là bám bừa chết người đấy anh em ạ. Go go. Vãi cứ tôi ơi. Nó hụt cửa là FBF mà. Woo.
Đây, cứ mỗi pha đập đạn là hơi ức chế lắm luôn. Bà bắn gửi lắm. Thôi cứ là FBS Gamin đấy, bớt đồ đi. Má lắm không, phía sau lưng. Má vấn đề phê đấy. Bắn chết top 1 rồi. Ma bắn vô chứ cờ lờ luôn. Đừng nói hụt cờ la FBS Gami mà không tin. Cờ lan FBS Gaming, cờ lan chuyên đi đánh giải mà. Con Hường làm gì? Cờ lan chuyên đánh giải mẹ con Hường làm gì? Mày đừng có được con cờ lan chuyên đánh giải cho mày. Nó giỏi cái đấm mồm. Mày ai cái đầu mày á. Chết chua, tôi nó móc phía sau lưng nhanh lắm. Mẹ leader cũng gặp thì sao nhỉ? Cái gì thế nào? Hình như là cầm Diablo đứng đứng móc đây à? Đùa à? Hay là vãi lên hồn? Đệt cựa. Gặp vỏ chưa gặp vỏ dưa là sao? Má nó bắn hết sọt ghê quá. Ta bắn được không? Gặp nhầm đứa rồi con à. Oh shit. Lần đầu bắn đấy, lần đầu bắn đấy, lần đầu bắn nó bắn số mất. Chưa đụng cái chế độ nào bao giờ á. Ok, chiến thắng rồi. Lần đầu top 1 trong chế độ đấu sống. Mà nó xàm lắm luôn. Xàm quá. Ok. Lần đầu top 1 xàm quá. Ok, mình sẽ dừng clip tại đây thôi nha. Cảm ơn anh em đã coi và nhớ lại subscribe cho mình nha. Hẹn gặp anh em ở những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.